Thế còn kết quả về đờm của ông ấy các bác, thì lúc đầu sợ rằng là ông sẽ bị lao đấy, nhưng mà ông lại không có bị lao. Đấy. Nếu mà bị lao thì là phải biết lay, là còn phải cách ly đấy. Như pan gọi là pan khả năng đúng không nào? Lao khả năng pan chờ pan hấu mới nào? Khả năng đúng pan cả đằng ấy tôi lay rồi kìa. Hấu nó chơi giúp bẹt ra. Cái đó, cách ly này cho giúp bẹt đi. Ờ. Đúng không? Cái đó mình chơi. Đấy, và cũng rất là vui mừng là biết tin là ông không có bị lao của bác ạ. Nếu mà bị lao thì phải là ở bên kia để mà đây, cuốn đây. Chúng tôi xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục xuống cái nhà của em Quân của bác ạ. Hôm nay xuống thì cũng khá là muộn rồi. Hay dê của Quân thì hiện tại là buộc ở đấy. Ôi ôi, đến buổi tối thì ăn non đi nhỉ. Con nào con đấy cũng bụng căng tròn lên đét rồi. Là không bây giờ không để tấm pro nữa à? Không ạ. Làm như thế nó có nhảy ra không? Không nhảy được đâu. Không nhảy được đâu à? Vâng ạ. Chào Quân, chào các ông các bà. Làm như thế thì sợ nó nhảy lắm ấy. Từ lúc pro hỏng thì em để như thế này không bao giờ. Thế pro sao không nói là hỏng ấy? Hôm trước mấy con này em quên lấy cây để vào thì nó đẩy ra. À, nó đẩy ra thế là nó rơi vỡ à? Vâng. À, cái con dê này, con dê đực này của bác này nó đang chuẩn bị thay lông ấy. Cho nên là lông nó rụng nó sẽ hơi xấu một chút. Còn là hai con dê này thì là con dê cái, con nào con đấy thì cũng rất là khỏe mạnh. Cái dê này thì lúc mà đi mua ấy các bác thì nó cháu được cũng đã lựa chọn rất là kỹ rồi. Thế còn ở phía bên này thì là chuồng lợn này các bác này. Bây giờ thì lợn thì cũng có ba con. Ôi giời, con nào con đấy thì bụng căng đét này. Vâng. Bụng bụng căng đét của ba lợn đấy. Bây giờ thì lên nhìn nhìn thấy nó lớn hẳn rồi nhỉ. Vâng ạ. Đấy, bà với lại bé Hiếu thì đang ở phía bên kia các bác này. Hiếu thì cũng đội một khăn như bà luôn. Đấy có. Hiếu đội khăn như mẹ của bé Hiếu lúc mẹ của em Hiếu về cũng đội như thế này. Mẹ của Hiếu về là lúc cũng đội như này á? Vâng ạ. Đấy. Em bé Hiếu thì từ lúc mà mẹ đi đâu bác thì là chỉ có ở với lại bà thôi, cho nên là bà đi đâu là em ấy đều đi theo đấy cả. Tại hôm thực phim trước thì các bác cũng đã cùng với cháu Lực với lại em Quân là đi đưa ông để mà đi khám, thì cũng đã biết là cái bệnh tình của ông là ra bệnh gì thôi các bác. Và bây giờ thì xin mời các bác cùng cháu Lực lên trên này để mà gặp ông một chút các bác sau khi mà ông đi khám về các bác nhé. Ban ngày thì là ông sẽ là ở đây là nhiều hơn rồi các bác này. Thế là Quân là hôm qua là có dạy ông để uống thuốc không? Có. Dạy ông để uống thuốc à? Cái thuốc này là thuốc say xe này. Cái này cho giá say xe cho lên một bắn ruột tốt thì nó cũng không? Ừ. Hôm qua thì mua thuốc thì cũng khá là nhiều các bác ạ. Đấy, còn là cái này là cái phiếu mà chụp chụp phim ấy các bác. Đây là chụp chụp cộng hưởng từ RI chụp cắt đất vi tính CT đấy các bác. Xem cái này thì chỉ có lại bác sĩ thì mới biết xem được thôi các bác. Còn cháu Lực cũng không biết xem. Còn nếu mà như gáy xương, gáy tay thì là biết xem các bác. Cái này là chụp là tổng thể là cả người luôn này. Đấy. Đây là chụp tổng thể là cả người luôn. Lúc mà cháu Lực lại đi vào lại ông ấy thì là vào trong một cái máy rất là lớn. Nó phải lớn bằng tầm cái khung hình đấy đấy, cũng nổ. Phải đi khá tiền mà cũng bắt đi tay mấy sạc à? Một tiền là ra. Cái này thì lúc mà cháu Lực đi chụp phim với các bác thì đưa cho bác sĩ để xem, thì bác sĩ có dơ lên trên cái bóng đèn. Hình như là cái này là hai bên ngực cái sao ấy. Cái này là hai bên ngực cái sao các bác, thì cũng có bác sĩ thì mới biết xem được. Cháu Lực cũng chỉ xem là sơ qua nó là cái gì thôi.
Đây là hình như là chụp tổng thể là có cả. Đây mới là ngực. Đây là ngực đúng không? Ừ. Đây chụp tổng thể về người của ông các bác thì là về những cái gọi là chụp X quang tổng thể người của ông thì không có vấn đề gì cả cô bác ạ. Là khi mà bác sĩ có xét nghiệm ấy, gọi là cái phổi này mọi cái thì không có vấn đề gì cô bác ạ. Đây, còn lúc mà bác sĩ có xem cái kết quả từ cái lúc mà chụp đây là cái kết quả mà xét nghiệm đờm với lại máu này cô bác này. Xét nghiệm đờm thì là lúc đầu cháu Lực cùng với lại ông đi thì là lúc vào 9 giờ vào ấy thì là người ta lấy một lần, xong rồi đến lúc là 12 giờ thì lấy một lần. Hôm nọ là đi vào là xét nghiệm máu với lại xét nghiệm là đờm ở trong cổ họng này này. Thế còn kết quả về đờm của ông ấy các bác thì lúc đầu sợ rằng là ông sẽ bị lao đấy, nhưng mà ông lại không có bị lao. Đấy. Nếu mà bị lao thì là phải biết lay, là còn phải cách ly đấy. Đi pan gọi là pan khả năng đúng không nào? Lao khả năng pan cho pan hấu mới nào? Khả năng đúng pan cả đằng ấy tôi lay rồi kìa. Hấu nó một chơi giúp bè ra. Cái cách ly này cho giúp bè đi. Ờ. Đúng là rồng lên chơi. Đấy, và cũng rất là vui mừng là biết tin là ông không có bị lao các bác ạ. Nếu mà bị lao thì phải là ở bên kia để mà điều trị cho nó hết cái kết quả mà lao thì mới dám về. Sợ rằng là khi mà về đến nhà đấy thì nó sẽ lây cho em Quân với lại bé Hiếu nữa. Đấy. Còn cái này là thuốc của ông này các bác. Thuốc của ông thì là rất là nhiều thuốc của bác thuốc này ấy. Thuốc này là mua hết là gần 2 triệu, là 1.900.000, là hình như là 60 mấy nghìn đấy. Đấy. Quân thì đã dạy ông là cách uống thuốc hết chưa? Rồi. Hết uống thuốc rồi đúng không? Vâng ạ. Thuốc này là về cái thuốc dạ dày này. Bác sĩ ghi À đây là ghi hết ở ngoài rồi. Đấy. Tại vì là cái này là lúc mà anh lấy về ấy, thì là cũng cho bác sĩ là ghi hết ở ngoài rồi, cho nên là anh sợ rằng là Quân là về đến nhà là không có biết. Vâng ạ. Đấy, lúc nào mà ông uống hết chỗ này thì xem là cái bệnh tình của ông xem là nó có nó đỡ không, xem là nó khỏi hẳn chưa. Đấy. Đây cùng có tốt nữa và chỉ nói cùng. Ông thì là đi chưa đi ô tô bao giờ có bác, thành ra là bị say xe. Văn này cũng say xe về đến nó tốc càng đẹp đẹp văn này à? Đồ không thì phải ở đây chỉ cắm nhá đây chứ mẹ. Chưa cần cắm nhá này ra. À ông thì vẫn còn đi lấy được được cỏ một chút cô bác ạ. Hôm qua thì say xe. Lúc đầu đi lúc đầu mà buổi sáng đi khám ấy cô bác thì là cháu Lực cũng tìm hiểu trên mạng rằng là khi mà đi lấy đờm này là không cho ăn gì thì khám nó mới chuẩn. Đấy cho nên là buổi sáng đi thì không cho ông ăn gì luôn. Đấy còn... Chớ bảo chín mới ăn ở đây mới chín giờ đấy phải khám đấy bảo chuẩn nhờ. Đấy đúng rồi ông. Đấy. Mình châu này nó phải lấy châu rồi đúng không? Đấy, chứ không phải là không cho ông ăn sáng của bác ạ. Chỉ sợ rằng là không nói với ông thì ông sẽ nghĩ rằng là thằng Lực này mà rủ đi thì không cho ăn sáng ấy. Chăng rồi. Đấy. Cám lên bà chăng hù. Con đại về lâu hơn bơi bác cám rồi. Đi, đi khám thì phải nói là khám từ lúc mà 9 giờ sáng đến hết 12 giờ thì là khám xong rồi. Và đến 2 giờ chiều thì là lấy đi vào lấy kết quả. Và đến 3 đến 2 rưỡi. Hơn 2 rưỡi một chút thì là mới bắt đầu là xuất phát từ bên bên bệnh viện tỉnh Lào Cai về cô bác ạ. Ông thì nói với cháu được rằng là chia sẻ đấy là chưa từng bao giờ đi vào đấy cả, lần này thì mới vào thôi. Bệnh viện thì là không ai muốn vào cả. Đấy. Bơ cái cơ về thằng. Đấy. Nói thật là bệnh viện thì chắc chắn là nơi mà không một ai muốn đặt chân tới cả cô bác, tại vì là mỗi lần mà đi vào bệnh viện thì là sợ rằng là mình sẽ có biết một cái căn bệnh nào rất là lớn ở trong người. Đấy, và cũng xin thông báo với lại tất cả các bác ở trên kênh là hiện tại cái phần lao của bác thì cũng có rất là nhiều các bác là quan tâm là sợ rằng ông bị lao thì sẽ lây cho em Quân hay là bé Hiếu lây cho người khác. Đấy, nhưng mà ông là bị là viêm phế quản của bác ạ.
Đấy là viêm phế quản là như kiểu là thời trước là ông lạnh quá, lạnh quá là bị. Đấy. Thì bây giờ lúc nào mà đến bảo ông ấy là đi tắm ấy, thì đừng có tắm nước lạnh nhá. Đun pha nước ấm để mà tắm. Nhá. Ông bà ta cũng đẹp ta lên là cả ta nó còn cũng ô có thuật bắc bên năm thời thì dân này càng chịu cắm á. Hôm sẽ năm là có thuật bắc thì dân áp chịu cắm á phải đi. Dùng khuyên lắm tất quản được bay về đây à. Đấy. Bày sắp bày khám bóng ăn xin căn bệnh nó rút lây đấy, bày khám mà bà này bằng ngắn ấy vụ rút lây đấy, tao nó vàng nó dè nó cũng nó. Đúng rồi mà. Tại đi khám thì... Đi rút trứng biển mà nó đúng. Cái mà dưới nó bảo dùng này đâu. Thì sợ rằng là ra bên đấy là khám lao là nếu mà điều trị ở bên đấy thì chắc là một ngày là điều trị chắc mất tầm độ là cũng khá tiền đấy một ngày ấy. Còn điều trị là nó điều trị lao này nó phải ít nhất tầm độ 2 đến 3 tháng của bác ạ. Đấy. Chứ chắc đi bằng lá nó ha mà nó cho bác đấy. Tăng trưởng tiếp phải ngâu nên nê ở đi ngâu nên nó. Một đây chôn đấy. Ông thì cũng chia sẻ nếu mà gặp phải cái bệnh đấy là các cách ly ở trên đồi vì là tự ở một mình đấy. Hôm nọ thì hôm qua thì đến lúc mà về đến nhà thì là 7 giờ rồi nhỉ? Thế anh được bàn về mới thoát ở đây cho thằng phía bàn dài à? Nhấp 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 eo thật thì cháy nhá. À sao ít sao nó đẹp không cái này? Điện này thì cũng rất là nguy hiểm và rất sức là hơi sức là cẩn thận. Đấy, không biết làm thì đừng có làm, nếu mà biết làm thì phải làm cho nó chắc chắn một chút. Đấy, và cháu Lực cũng xin được nói lại thêm một. Đấy, và bây giờ thì rất là yên tâm rồi các bác. Ông thì không phải là bệnh lao rồi. Thấy như Quân thì cũng ở nhà thì chịu khó là đun nước cho ông để mà ông tắm nhá. Đấy, nếu mà lúc nào mà bận thì ông tắm thì ông sẽ khắc đun nước hoặc là tránh lạnh đi. Đấy, bác sĩ là bảo với anh như thế. Đấy, còn về sức khỏe của ông thì bây giờ biết là căn bệnh là bị viêm phế quản này. Đấy. Viêm phế quản này thì là chỉ cần biết thì cần là đi mua thuốc và điều trị thôi. Đấy, và thưa bác là cái khoản hỗ trợ này thì là được là bà bé là gửi cho cháu Lực là tất cả là 12.405.000. Và ở trong cái khoản này thì là từ tiền xe, tiền ăn uống mọi cái khi mà cháu Lực đi thì cháu Lực là chi cái khoản này để mà đi cô bác ạ. Và cái phần dư thì còn dư là 400.000 cô bác ạ. Còn hôm nọ thì hôm qua thì cũng có được anh Quyền là anh ấy đi cùng cháu Lực. Cháu Lực cũng có gọi cho anh Quyền và nói với anh Quyền rằng là hiện tại ông đang bị như thế này thì mong muốn là đưa ông đi khám. Thì anh ấy cũng có bảo cháu Lực rằng là bây giờ thì nếu mà để người khác đưa đi ấy, thì là người khác chỉ đưa đi vào đến bệnh viện ấy thôi, không có hướng dẫn là cái cách mà làm thủ tục khám đấy. Thì cháu Lực cũng gọi anh Quyền là anh ấy đi cùng và cũng rất là vui mừng khi mà được anh Quyền đi cùng và hướng dẫn cháu Lực. Lần này thì là cái lần mà đầu tiên cháu Lực vào bệnh viện, không phải là vào bệnh viện cô bác ạ, là lần đầu tiên mà đưa người đi vào khám. Ông thì vào đấy thì ông không có biết nói tiếng phổ thông thì cháu Lực là đi vào cùng ông, còn em Quân thì vào trong đấy thì em lại không có biết thêm ấy, thành ra là lúc đấy thì cho em Quân là em ấy ở ngoài và đợi. Đấy, còn về như xe của bác thì là thuê nguyên cả một con xe để mà cho anh Quyền là anh ấy đi. Anh Quyền thì biết đi xe với lại có bằng rồi. Thành ra là thuê xe thì để cho mấy anh em là đi từ dãy huyện lên đón cháu Lực cùng với lại ông. Rồi thì mới bắt đầu là từ bên kia lại về. Chè này thì có rất là thơm nhỉ. Vâng. Của tay Quân thì làm sao ấy, thế nào? Nguy hiểm đấy. Chẳng thì nó câu nữa rồi. Bị ngã ở đâu à? Phải máy nữa đấy. Em ngã ở dưới kia. Có cái băng kia không? Không cần à? Đấy, còn về cái khoản còn dư là 400.000 đấy các bác. Thì cháu Lực sẽ xin phép là gửi lại cho ông. Để cho ông cầm nhá. Cái khoản này thì anh sẽ không gửi cho em nhá. Còn là nếu mà ông bảo em đi mua cái gì thì ông sẽ đưa tiền cho em đi mua nhá. Này cùng mà tin bóc phạc chiên mà lên phải khóa mấy nước thơ thì bạc. Đây làn ông và hơi cùng ông. Đây là cùng ông cầm lên sắp vào đây.
cũng cân thứ cẳng lên hơi quân một thứ ọ. Cũng mi cam cẳng hát thằng hát cảm ơn bà bé cam bố đi ở trên hơi cùng về khám hơi cùng về tìa bài khám. Ê, cảm ơn. Cứ đó hát cả khảo nông. Hát khảo nông rồi cũng à. À, khảo lấy bà bé ở hơi trên hơi bố chị. Bài khám bố mi bèng là này bà lấy bài khám này có cho bố mi bèng cẳng lấy cảm ơn lục lán bà bé à. Bà bé thì có thể là bằng tuổi ông hoặc là hơn tuổi ông một chút đấy. Còn Quân thì vừa rồi thì ông nói gì thì Quân phiên dịch lại cho các bác cũng như là bà bé cùng nghe nhé. Ông bảo là cảm ơn bà bé đã gửi tiền để đưa ông đi khám, may mà ông không có căn bệnh gì nguy hiểm, đã lấy tiền để cho ông đi khám. Ông cảm ơn bà bé rất nhiều. Và con cũng thay mặt ông bà, em cảm ơn bà bé đã gửi tiền để đưa ông đi khám. Con chúc bà và gia đình thật nhiều sức khỏe, luôn thành công trong cuộc sống ạ. Trong thời gian qua thì cũng được bà bé là dành một cái tình cảm rất là lớn đến với lại gia đình của em Quân của bác ạ. Không chỉ dành nguyên tình cảm cho em Quân cả hay là ông, hay là bà bé cả, mà nói tóm lại là dành cả cái tình cảm. Đấy, trong thời gian vừa rồi thì cháu Lực cũng nhận được những khoản hỗ trợ của bà bé tới cho em Quân, không chỉ riêng là cái khoản giúp em Quân là mua đồ mua đạc, mà còn là những cái khoản để vào trong quý để làm nhà nữa cô bác ạ. Đấy, bây giờ thì hiện tại là cháu Lực đang vướng bận ở nhà của hai ông cháu đấy cô bác. Thì cháu Lực cũng sẽ thu xếp cho nó ổn thỏa hai ông cháu trước, rồi cháu Lực sẽ tiến hành vào xuống nhà của em Quân. Còn như về cái chi phí quyền quý ấy, làm nhà ấy, thì cô bác thì cháu Lực vẫn làm đấy, nhưng mà sau đó nếu mà cái kinh phí ấy, nó mà bị thiếu ấy, cô bác, thì có thể là nhà là không chắt thì cháu Lực sẽ không có chắt, thì kinh phí có bao nhiêu thì cháu Lực sẽ làm bấy nhiêu cô bác. Còn như thêm một cái nữa thì nếu mà bây giờ mà về làm cái khoản làm nhà đấy cô bác thì kinh phí nó không có đủ ấy, thì nó sẽ không có được nhìn nó không có được đẹp, thì cháu Lực sẽ sửa lại ngôi nhà bên kia, và cái số tiền còn dư thì cháu Lực sẽ gửi tiết kiệm cho em Quân cùng với lại ông bà, để sau này có việc gì thì còn cần đến mà lúc đấy em Quân đủ tuổi để mà cầm số tiền lớn, hay là em Quân muốn lấy về để mà làm một cái gì đó, thì cháu Lực sẽ cùng em Quân và cùng em Quân để tiến hành vào thực hiện cái điều đó cô bác ạ. Thế còn sức khỏe của ông hiện tại là cũng biết là như thế nào rồi cô bác. Thì cũng rất là cảm ơn các bác ở trên kênh đã luôn luôn quan tâm tới ông cùng với lại em Quân cô bác nhá. Cũng có rất là nhiều các bác nói với cháu Lực, nói rằng là sợ ông bị lao là lay đấy cô bác. Đấy, khi mà cháu Lực đọc được những cái góp ý của các bác thì cháu Lực cũng rất là lo lắng cô bác ạ. Đấy, thứ nhất thì là trong thời gian qua thì cháu Lực xuống nhà ông thì không có như kiểu là đeo khẩu trang cách ly cô bác, thì cũng rất là sợ là nó sẽ bị lây, và thêm đó thì cũng rất là sợ là sẽ lây cho thêm lại em Quân với lại bé Hiếu nữa, sau này thì lại mang thêm mình một cái căn bệnh nữa, thì thành ra là không phải mình cháu Lực lo mà tất cả các bác ở trên kênh đều lo cả. Đấy. Uống nước anh. Rồi, bây giờ thì bệnh tình của ông cũng đã biết rồi, thì Lực sẽ đi xuống và bây giờ thì bệnh tình của ông cũng đã biết rồi cô bác, và cũng an tâm rồi cô bác nhé. Hãy ngồi nói chuyện với ông thêm một chút nữa thì cháu Lực cũng sẽ đi về cô bác. Như Quân thì lần đầu mà đi xa thế, hay là đã lần nào đi xa chưa? Thế là lần đầu ạ. Lần đầu tiên à? Đấy, ông thì sống đến cái tầm tuổi là 78 năm, thì lần này là ông mới được đi xa lần đầu tiên nhất cô bác. Nếu mà như mà ông khỏe mạnh là đưa ông đi chơi thì có lẽ là một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ với ông. Đấy. Nhưng mà lần này đi là cũng không phải đi chơi cô bác, mà là đưa ông đi khám. Hay cháu Lực cũng sẽ rất là mong nếu mà sau này cháu Lực mà có khả năng để mà có thí dụ như mua được ô tô chẳng hạn cô bác, thì like các em đi ngao du cho các em mở rộng thêm một chút thì đều sẽ cũng rất là tuyệt vời các bác ạ. Thứ nhất là không phải là đi thì không phải không đến bệnh viện là nó là tuyệt vời rồi.
Đấy. Tại vì đến bệnh viện thì nơi mà không ai muốn đến cả. Đến thì nó có sợ rằng là mình sẽ mang trên mình cái căn bệnh gì, những căn bệnh nhá. Đấy. Thì rất là sợ. Đấy, điều đấy. Đấy, có lẽ là bây giờ cháu Đức sẽ không ghi hình thêm nữa các bác, mà một tí nữa sẽ ghi hình sau. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Hai vừa rồi thì cháu Lực có ở lại nói chuyện với ông một chút đấy cô bác. Thì thấy em Quân rằng là nói bảo là xe bẩn rồi thì đem xe qua đây rửa. Thì cháu Lực sẽ xem em ấy rửa như thế nào và cái chỗ rửa xe của em ấy. Cái con đường này thì lấy được xe máy đi vào này cô bác này, con đường này. Không biết là trong tương lai về sau thì người ta có mở rộng con đường này ra không. Cái này thì có vẻ như là có cây chuối rừng khá là nhiều. Rửa xe đâu ấy? Ui, sao lại cho trong hùm đấy? Ngã xe à? Rửa xe à? Ở đây có nước á? Bị ngã xe hay là rửa, mang xe đi rửa ấy? Làm gì có nước đâu. Những cái khe suối này thì có vẻ là cũng khá là cạn nước rồi cô bác ạ. Chắc là phải lấy xe lên kia lấy nước rồi. Ở đâu? Bên kia, dễ bên kia không quay đâu được. À, thế là bên kia có chỗ rửa à? À, thế là vừa rồi là định đem lên đây sửa nhưng mà làm gì có nước. Anh cứ tưởng là Quân là đổ xe đi đâu nào ấy. Vẫn được cứu à? Đấy, đi cho nhá. Làm gì được đường này. Chỗ này thì có vẻ như là cạn nước rồi, thành ra là Quân nó không có rửa được vừa rồi. Rồi đường này đi chẳng đi được. Rồi đi đi. Đấy, đường đi vào trong nhà thì không cần phải đội mũ bảo hiểm các bác ạ. Nếu mà đi vào đường lớn như thế thì chắc chắn là phải đội mũ bảo hiểm đàng hoàng thì mới đi được. Ở đây có một ống nhựa đây à? Ống nhựa này là ống nhựa của nhà ai? Của nhà ông ở bên kia, nhưng mà ông làm lán bên kia ra để kéo nước. Ông làm lán à? Thế là đi ra đi rửa đây à? Đây thì anh cầm cho. Anh cầm cho thế này. Vừa rồi đang quân phải lấy ui này yếu quá nhỉ? Này, chăm chú con chiên má này rất là cẩn thận đấy. Gìn giữ đấy nhở. Này, Quân thì cũng được là các bác với lại bà bé lại yêu quý rất là nhiều, dành tình cảm cho. Nhưng mà bên này là Quân phải lắp thêm một bên này đấy nhá. Bên này đi đâu rồi? Bên này đi đâu rồi Hương ơi? Vương em để ở nhà. Để ở nhà. Không là tháo ra để làm gì? Đường hôm trước em để một cái thôi. Có vẻ như là
để hai cái gương ấy các bác, thì thành ra là cái đường của nó, đường này là đường bé đấy, Quân tháo một cái. Nếu mà có gương bé thì Quân là lắp vào bên này cũng được. Còn là gương thì chắc chắn là phải lắp bên này là nhiều hơn này các bác này. Còn là bên này thì đi công an nó không có váy mấy đâu. Xe của cháu Lực thì cũng không có gương này cả. Đây là lau vỏ cho nó mới à? Xe thì đi tầm bao nhiêu thì rửa một lần, bao nhiêu lâu thì rửa một lần? À, hai lần ba lần. Nếu hai. Mà nó còn sạch thì không rửa, nếu mà nó bẩn thì mới rửa. Trên vùng cao thì không thể tránh khỏi được rằng là những con đường mà nó toàn đất cả cô bác ạ, không thể tránh khỏi được bẩn. Đã hôm nào Lai bé Hiếu đi học chưa? Dạ, rồi ạ. Rồi à? Vâng ạ. Đây một cái phương tiện để mà lúc mà gia đình có việc gì gấp thì là dùng cái phương tiện này đi, nó sẽ nhanh nhất có thể có bác, nhanh hơn. Đấy, tuy nhiên thì tham gia giao thông thì là Quân là phải đầy đủ mũ má nhá. Đấy. Lúc đấy là em ra đây rủ xe thì em không đội theo. Rồi, đấy, ra đây thì gần đây thì không nói nhưng mà đưa bé Hiếu đi học như này thì lên trên những cái điểm trường kia phải đội mũ bảo hiểm nhá. Tại vì là bây giờ công an xã thì nó cũng làm mà bắt xe rất là nhiều các bác ạ. Đây cũng giao thông thì nó cũng muốn tốt cho người dân cả, cho nên là người ta, cho nên là bên giao thông người ta cũng dạo này bên xã thì cũng được là làm luôn, cũng có chế độ làm. Cái cảm xúc mà sau khi mà biết là ông không bị lao thì cảm giác ấy là có mừng không? Em mừng ạ. Mừng à? Vâng ạ. Nếu mà bị lao thì phải đi cách ly ấy nhờ? Vâng ạ. Đấy, ban ngày thì là Quân làm hết công việc rồi, thành ra là đến chiều tối này có bác này, hiện tại thì bây giờ cũng gần là 6:30 7 giờ rồi, thì Quân là tranh thủ ra chăm sóc chiến má của mình một chút. Giờ sạch như thế thì liệu đi ra ngoài có người yêu không, có xe này vào ấy, ra ngoài có gái không? Có nhưng mà không làm lấy đó, chưa đủ tuổi ạ. Có nhưng mà không làm lấy à? Vâng. Cũng biết là không đủ tuổi à. Trên vùng cao thì không phải là nói chê đâu các bác, lập gia đình rất là sớm. Có những người thì tầm 14-15 tuổi thì là lấy vợ rồi đấy. Cháu Lực có, bây giờ kể một chút câu chuyện á, có một chút, cháu Lực có một người bạn là năm đang học lớp 7 thì là cưới đấy các bác. Gọi là làm, trước kia thì còn được cưới to ấy, nhưng mà sau khi mà đến tầm độ năm lớp 10 thì cháu Lực học đến năm lớp 10 thì mới bắt đầu là bên chính quyền người ta can thiệp vào việc đấy nhiều hơn, không cho tảo hôn đấy. Rồi xong rồi à? Thế thôi bây giờ anh em mình đi về thôi nhỉ? Đấy, cho Quân là đi về trước đây. Cháu nhá, rồi. Hãy đi, anh ấy đi bộ thôi, ngay đây thôi mà, mà xa đâu.
thôi là tối cả già đấy cô bác ạ. Đây, bây giờ thì bà là đang chuẩn bị là nấu cơm rồi cô bác. Cái rau này là không biết là rau gì đây. À Hiếu cái gì đây? Ăn cơm à? Dạ bùi năm phát bùi chín rồi. Ồ, đã ăn cơm rồi á? Hát tình à. Đang nhặt rau một tí. Chào đây. Tôi này. Anh cũng biết là đi ra hộ bà là nhặt rau đấy cô bác. Tối nay là bốn ba cháu là có cái món rau này đấy nhờ. Dạ. Rau này thì đi ra chợ là mua được bao nhiêu tiền một bó? 5.000 ạ. 5.000 một bó á? Vâng ạ. Rau này thì vào trong rừng già thì mới có cô bác ạ, rau này ấy. Rau này như là đến mùa này mới có đấy, không nó chỉ là độ trong có trong 2-3 tháng thôi. Trời thì bây giờ cũng khá là tối rồi cô bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin phép là đi về thôi. Và trong nhà này thì có lẽ là cái bóng điện kia chơi bật đấy nhở. Đấy, ngôi nhà của em Quân hiện tại bây giờ cô bác ở phần bên ngoài thì cái Lực cũng đã chia sẻ lên rất là nhiều lần rồi. Đây thì hiện tại là đang còn chưa vào mùa mưa mùa báo đấy. Nếu mà vào mùa mưa báo thì có thể nói là ở phần nóc, phần mái tôn các bác ơi, nó bị thổi ở trong nhà khá là nhiều. Và cái phần bên này thì nó là nếu mà mưa nó bị mưa gió báo nữa thì là tớt hết vào trong nhà luôn. Còn là cái phần đằng sau này này các bác này, cháu Lực cũng rất là sợ là đến một ngày nào đó là sạt lở xuống hết. Đấy, hiện tại thì cũng khá là tối rồi các bác ạ. Chắc là bây giờ cháu Lực đang ghi hình thì các bác không nhìn thấy gió cái khuôn mặt của cháu Lực máy. Hôm nay thì đi xuống thì cháu Lực cũng chỉ là nói về cái căn bệnh của ông thôi các bác. Đấy, rất là cũng khi đi khám thì cũng rất là vui mừng là không biết tin là ông không bị lao nữa các bác ạ. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn tới bà bé đã hỗ trợ cháu Lực để mà đưa ông đi khám các bác nhá. Chắc là thước phim này thì cũng khá là dài rồi. Cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây cho các bác. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Chào quân, chào tạm biệt quý ông bà, cô chú anh chị ạ.